Hello, xin chào mọi người, lại là Ly đây. Trời ơi, nhìn mập quá đi. Thôi mặc đồ kiểu gì cũng thấy mập hết trơn á. Sorry mọi người nha, Ly sẽ cố gắng giảm cân. Thì hiện tại á, Ly đang cân nặng bây giờ là 68kg. Tính ra là đã giảm rất là nhiều luôn á. Lúc mà đi sinh lên bàn mổ là 86kg luôn mọi người. Tưởng tượng không? Mình đã tăng tới tận 30 mấy ký, 35-36kg trong cái thai kỳ của mình. Dã man. Và cơ thể của mình hiện tại bây giờ thì nó vẫn rất là là mập, trong quy là mập. Có một cái thời gian mà mình đã thật sự mà rất là stress và mình thậm chí là mình còn khóc nữa đó mọi người, bởi vì mỗi khi mình nhìn vô gương á, kiểu là trời ơi ai đây, bà nào đây, sao mà mập mà béo mà kiểu mà xấu dã man luôn á. Mỗi lần mà ra đường đi uống cà phê là phải suy nghĩ mình đứng trước tủ đồ của mình và mình kiểu ồ mình mặc cái gì đây. Và chưa tính tới chuyện là mặc đẹp hay không, mà nó vừa không cái đã. Thật sự luôn á, chỉ cần nó vừa thôi là mình đã kiểu là 50% thành công là tìm được đồ đi rồi đó. 50% còn lại là lên dáng nó có đẹp hay là nó kiểu là nó nhìn nó mập quá hay là không đó. À hôm nay thì Ly quay cái camera này là nó có cái gọi là màn hình lật á, lật qua phía bên phải một chút xíu, cho nên là khi mà trong lúc mà Ly ghi hình á thì sẽ thấy là Ly lâu lâu Ly sẽ liếc qua bên này một chút xíu về cái màn hình nó ở đó. Cái video haul ngày hôm nay Ly sẽ giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm mà Ly đã mua được trong cái thời gian vừa qua, cũng như là những cái món áo quần nè, khăn nè, đồ chơi cho Mango. Và dạo gần đây á, giống kiểu là mình bị cuồng đồ con nít đó mọi người. Mình thấy cái gì là mình cũng mua cho con hết. Và kiểu sao cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng cute, và mình muốn mua về cho con của mình. Ok, và mình bắt đầu vào video luôn nha. Và đầu tiên là Ly đã mua được mấy cái tóc khăn bông này của hãng L'Oréal nha mọi người. Thì mình nghĩ là chắc là mọi người cũng đã từng thấy cái khăn bông của hãng này ở trên Facebook hay là Instagram một vài lần rồi. Bởi vì cái khăn này dạo gần đây nó rất là hot luôn á. Mình thấy các mạng bỉm sữa, các mạng hot mom đồ như là chị Julia Đoàn hay là chị Trinh này kia thì cũng dùng cái khăn này rất là nhiều luôn. Và mình cũng cái khăn này có gì hot thì mình cũng mua về như là hai cái để mình dùng thử. Và thật sự là mình phải nói là wow nha mọi người. Sản phẩm khăn của L'Oréal thì được làm từ 100% là sợi bông thiên nhiên, không chứa bất kỳ tạp chất gây hại như là chất tẩy trắng, chất làm mềm, formaldehyde. Thì sản phẩm này được sản xuất trong môi trường đạt chuẩn y tế, có độ thấm hút cao, càng giặt thì mình thấy nó càng mềm, độ bền rất là cao và không bị sổ sợi khi mà dùng lâu dài nha mọi người. Sản phẩm đã được kiểm định bởi FDA là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì sản phẩm khăn của L'Oréal thì mình sẽ được thấy là chuyên dùng cho các bệnh viện và trung tâm chăm sóc mẹ và bé tại nước ngoài rất là nhiều. Thì mình sử dụng khăn này khi mà cho Mango tắm nè, dùng để làm chăn đắp nè, dùng để làm khăn quấn nè, làm khăn lót ở chỗ ngủ của bé đó. Và bản thân mình và Jun thì cũng rất là thích khăn này, mình dùng sử dụng như là khăn tắm hàng ngày luôn. Ly cảm thấy ấn tượng nhất chính là bao bì kháng khuẩn nha. Bên hãng đảm bảo là khi mà mọi người sử dụng chỉ cần mua về như vậy thôi, và mình xé ra mình sử dụng liền luôn mà không cần phải giặt lại ha, rất là xịn luôn. Nhất là cho các mẹ mà ví dụ như mà mình đi sinh chẳng hạn, mình có thể mua cái gói khăn như vậy, mình bỏ vào trong cái túi đồ đi sinh của mình, và khi nào cần thì mình bóc ra mình dùng thôi, rất là tiện luôn. Mình không cần phải giặt lại mà không có lo là con nó sẽ bị dị ứng hay là đó bị gì với làn da nhạy cảm của con hết trơn á. Đó là cái điểm mà Ly thật sự Ly rất ấn tượng với cái hãng này luôn. Và cái điểm mà thứ hai mà Ly thấy ấn tượng nữa, nói chung là cái khăn của hãng này có nhiều thứ mà Ly ấn tượng lắm. Mọi người nghĩ là khăn thôi mà đâu có gì đâu, nhưng mà khăn á, là cái thứ mà nó làm
hàng ngày nó tiếp xúc với lại da của con mình. Riêng Ly là Ly sử dụng cho cả nhà luôn nha, sử dụng cho Mango, sử dụng cho Ly, sử dụng cho Jun luôn đó. Và mình tiếp xúc hàng ngày với cái làn da của mình, cái dòng khăn trước mà mình đã sử dụng á, còn người giặt á thì nó sẽ ngày càng nó càng khô, nó càng cứng, thì có nhiều cái nó còn sổ hoặc là nó còn bị rách nữa kia. Nhưng mà cái khăn này á, khăn của L'Anne á, thì nó càng giặt là nó càng mềm. Mọi người nhìn nè, trời ơi, những cái khăn bông không, nó mềm mại lắm luôn á, mềm lắm. Cái này á không phải là lưu quảng cáo gì đâu, mà thật sự là nói thiệt luôn á, các bạn mà có em bé mà có làn da nhạy cảm là mình nên mua để mà mình dùng luôn á. Trời ơi, thích lắm 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 á. Từ ngày mà Ly mua cái này về xong á thì Ly đã kiểu là chân ái của mình luôn á, là mình phải mua thêm để mình về sử dụng. Đây nó có rất là nhiều kích cỡ cho mọi người có thể lựa chọn, thì đây là các size to nè. Size to này là 70 x 120 cm nè. Còn đây là cái size nhỏ hơn nha mọi người đó, size nhỏ hơn. Và màu sắc thì rất là xinh luôn đó. Nó còn có cái size nhỏ như vậy nữa. Nó có rất là nhiều size và để là phục vụ cho từng cái mục đích khác nhau. Ngoài ra thì L'Anne còn có cái loại này gọi là khăn vải đa năng nha mọi người. Thì mình có thể sử dụng cái khăn vải này trong rất là nhiều mục đích khác nhau luôn. Ví dụ là mình dùng như là khăn ướt, hoặc là mình dùng như khăn khô cũng được. Khăn ướt thì mình chỉ cần thấm nước và là mình sử dụng như bình thường. Thì cái khăn này mọi người có thể sử dụng để là rơ lưỡi cho bé nè, hoặc là lau mặt nè, lau những cái vùng nhạy cảm nè, lau miệng nè, nói chung là lau những cái vật dụng mà mình sử dụng cho bé. Hoặc là riêng với mình đó, với những cái ngày mà mình bị hết bông tẩy trang á, thì mình còn sử dụng cái này để làm bông tẩy trang nữa luôn. Tẩy rất là sạch luôn á mọi người. Nói chung là dùng rất là thích. Nó thì đó, mình Ly đã nêu những cái ưu điểm rồi, còn cái nhược điểm mà Ly cảm thấy là lớn nhất của cái dòng khăn này đó chính là mắc. Cũng có cái này thì một cái giá của nó dao động là trên dưới 300.000 gì đó. Thì mọi người có thể canh những cái ngày mà ví dụ như 7/7, 8/8 thì trên Shopee thì hay có sale mọi người, thì chút nữa Ly sẽ để link cho mọi người để mùng 8/8 mình có thể lên săn sale cho mọi người. Nhưng mà mọi người nên mua, bởi vì sao? Bởi vì nó cực kỳ là đáng tiền luôn. Một cái sản phẩm mà mình sử dụng hàng ngày mà nó tiếp xúc với da thịt của mình hàng ngày, mình không có nên là tiết kiệm những cái gì mà mình nghĩ là quan điểm mua sắm của mình á, ví dụ cái thứ mà mình nó lâu mình mới xài thì mình có thể mua đồ không có xịn lắm cũng được, không sao hết trơn á. Nhưng mà nhất thiết những cái thứ mà nó mình sử dụng hàng ngày, những cái thứ mà nó thật sự cần thiết trong cái cuộc sống của mình á, thì mình nên đầu tư mình mua những cái gì tốt nhất để mà mình sử dụng lâu dài ấy. Theo là chuyên mục áo quần cho bé. Đây Ly đã mua 3 bộ pyjama ngủ cho Mango đây nha mọi người. Nhìn xinh quá không? Cái này thì Ly đặt mua ở Mothercare nha mọi người. Thì nói chung là đồ áo quần của Mango thì mình mua lung tung hết trơn á. Mình mua rất là nhiều hãng. Có khi mà mình đi siêu thị hay là mình đi shop thì mình thấy dễ thương thì mình mua, hoặc là mình hay đặt hàng. Ví dụ như là Zara Kit nè, H&M Kit nè, Nesting Baby đó. Thì mình hay đặt đồ cho Mango, nhìn nó rất là xinh luôn á. Thì khi mà buổi tối mà mình ngủ á, ông Mango ổng có cái là ổng rất là kiểu sao ta, hình như con nít đứa nào cũng vậy đúng không mọi người, có nghĩa là nó thích săn bụng, có nghĩa là nó thích săn cái bụng nó khi ngủ. Lần nào ví dụ như mặc chỉ mặc bỉm với lại đóng bỉm với lại mặc áo thôi là tối ngủ là cứ dở hết cái áo lên lòi cái bụng rồi chăn rồi là cứ bay tứ tung tứ phía. Cho nên là Ly thích mà mặc cho Mango những cái bộ pyjama như thế này á, thì nó kín nè, nó ấm nữa. Thì mình cũng bật điều hòa thì nhiệt độ cũng khá là mát, lạnh một chút xíu. Cho nên là mặc những cái bộ pyjama này thì nó vừa ấm mà con buổi tối mình không có sợ là nó bị nặng bụng nha mọi người, là nó bị lạnh bụng nha mọi người. Này rất là xinh luôn nè. Cái này là mình không cần mang tất cho con luôn, nó bịt như vậy luôn. Đây, và tiếp theo là một cái yếm mà mình đã order được và mình thấy nó rất là xinh luôn. Mình đợi tới cái ngày hết giãn cách để mà mặc cho Mango đi cà phê đây nha mọi người. Trời ơi, xinh lắm 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 luôn.
thì nghĩ là con mình mà nó mặc những cái bộ đồ này là lên là nó đẹp như thiên thần luôn á. Ai mà có con rồi mới hiểu. Thiệt mình không có thiết tha shopping mua áo quần cho mình hết mà mình thấy đồ đẹp mà mình không có tiết tiền mình mua cho con mình. Thật sự mình chỉ cần nghĩ tới cái việc mà con mình nó mặc lên mà nó xinh xắn, nó dễ thương, nó đáng yêu như là mình kiểu trái tim không thể nào kìm nổi và phải rút ví ra mua thôi. Nhìn xinh quá mọi người ha. Cái này thì Linh nhớ là Linh mua giá cũng khá là cao đó, tầm 300-400 ngàn gì đó. Nhưng mà cái chất vải nó rất là đẹp luôn. Cái này là của Next Baby nha. Cái hãng này là của Singapore. Xinh quá ha. Thật là nung nóng. Bình thường á là Linh hay cho Mango mặc body suit lắm mọi người. Mặc body suit á là những cái bộ như này đây. Đây Ly có một và tiếp theo là Ly có ở đây là body suit nha mọi người. Đó là những cái gọi là áo liền quần hả ta, mình có thể gọi là như vậy cũng được đó. Thì như giờ mặc nó rất là mát và cái chất vải thì khá là dày dặn, dày dặn nhưng mà nó vẫn rất là mát cho mọi người chứ không phải là dày mà nóng ha. Nó mặc lên nhìn cũng rất là xinh xắn luôn. Mặc cái này mà phối thêm cái yếm nữa, trời ơi nó dễ thương. Dễ thương gì đâu mà dễ thương đó, như vậy yếm phối như này nè, yếm tròn, yếm phổi tròn xong mình phối lên trời nó đẹp, đẹp nhức nách luôn á. đây cũng là một cái body suit nữa, xinh không, quá là xinh luôn. Cái này thì là có hình con cá ngựa đó, xinh dã man. Đây tương tự như cái hồi nãy nhưng mà cái này là kiểu hơi hướng biển cả hơn. Đây nữa nha mọi người, trời ơi con trai mình mà nó mặc mấy cái bụng này trời ơi nó dễ thương ơi là dễ thương luôn á. Tiếp theo là một cái xác cũng là áo liền quần nhưng mà dáng là polo nha mọi người, trời ơi xinh lắm luôn á. Mua về không biết khi nào mới có dịp mặc ra đường đây. Phối màu xinh dã man. Đây là một set nha mọi người. Thường thường mà đồ con nít á thì nó sẽ là đi theo set, là một pack của hắn là 2 cái, 4 cái, 7 cái kiểu vậy đó. Lý hay mua theo cái pack như vậy thì cái nó cũng rất là lợi luôn. Hay. Và tiếp theo là yếm. Lây là bị cuồng yếm. Cái dạo này Mango nó hình như chuẩn bị mọc răng hay là sao đó mà nó chảy nước dãi khá là nhiều, nhẽo hay là còn gọi là nhẽo nên là phải mang yếm liên tục. Nó thì đi mua những cái yếm như vậy cho Mango nè, đi mua rất là nhiều luôn và các màu khác nhau. Thì cái màu yếm này nó rất là thích luôn, bởi vì khi mà mang thì nó rất là dễ thương. Thì nhiều bạn mà đi up ở trên Instagram thì mấy bạn vô họ kêu là sao ta nhìn nó hơi nữ tính nhưng mà mình thấy nó rất là đáng yêu. Nên là mình đã mua thêm. Lúc trước là Liêm mua có 3-4 cái thôi nhưng mà giờ này là một ngày là nó đã dùng 5-6 cái luôn mọi người, là kiểu là cũng cứ 1-2 tiếng là phải thay một cái bởi vì nó nhẽo á, nó ướt hết cái yếm này cho nên là mình phải thay liên tục, cho nên là mình mua khá là nhiều. Rồi mình mua các màu cơ bản nha, mình thích cái màu này nè, đó caro như vậy. Chấm bi mà rất là xinh luôn. Thì cái này mình mua ở Shopee nha mọi người. Và sản phẩm tiếp theo mà Ly đã mua cho Mango đó chính là cái quyển sách nhạc nè mọi người. Đây là quyển sách nhạc kích thích thị giác của bé. Thì ở đây thì là mình sẽ có cái này, nó phát ra tiếng nhạc nè. Và có những cái tranh ảnh để mà kích thích thị giác cho bé nữa. Thì
Thì cái này thì mình có thể mua để mà sử dụng cho các bé mà từ sơ sinh là từ 0 tháng tuổi trở lên. Thì các bé từ 0 tháng tuổi thì mình sẽ xem những cái đen trắng như vậy, nó sẽ khiến kích thích cái thị giác của bé rất là nhiều. Mango bây giờ đã hơn 3 tháng rồi và cũng biết là phân biệt được màu sắc rồi á, và bị thu hút bởi những cái màu sắc rất là sặc sỡ như vậy. Đó, cho nên là mình có thể các bé mà trên 2 tháng tuổi mình có thể mua những cái quyển sách nhạc mà có cái hình màu sắc sặc sỡ như vậy cho bé coi á, để mà kích thích thị giác cho bé. Đó, vậy là xong. Mình cũng mua sắm xương xương vậy chứ cũng không có nhiều, bởi vì lúc mà mình du sinh á thì mọi người hay nói mình là mua đồ cho bé ít thôi, nhất là áo quần, bởi vì là trẻ con á mà nó lớn rất là nhanh, cho nên là phải thay áo quần liên tục, mà mua mà không có được thì rất là mặc không có kịp thì rất là uổng. Thì nhưng mà biết sao giờ mình thấy cái gì dễ thương thì mình cũng muốn mua cho con mình hết, là mình tự nhủ là nó không mặc hết thì để đứa sau mặc. Video sau sẽ là video Q&A hỏi và trả lời. Thì nếu như mọi người có câu hỏi gì mọi người muốn hỏi Ly và Jun thì mọi người có thể comment ở phía dưới cái video này, để mà video sau Ly sẽ lên trả lời hết những câu hỏi của mọi người nha. Để có chủ đề mà làm, bởi vì thật sự ở nhà Lê cũng không biết làm video gì cho mọi người coi hết. Mình nhớ cái khoảng thời gian trước đây mà mình đi chơi, du lịch, đi này đi kia là mình quay vlog cho mọi người coi, thật sự rất là vui luôn. Mà bây giờ ở nhà thì quanh đi quẩn lại thì nó cũng chừng đó, cũng tối ngày tắm cho con ăn xong cái là hút sữa, bơm sữa, dọn dẹp này kia đó. Nó cũng chán, nó cũng không có gì hết trơn. Ok, và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo sớm thôi. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.